Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Rất là vui hôm nay em Tuấn lại gặp lại quý vị các bạn trong một ngày thứ hai, ngày đầu tuần. Ngày hôm nay thì cũng là ngày 19 rồi, 19 tháng 6. Và như đã hứa thì em Tuấn cũng đã lên sóng chiếc đài Sony ba cái gậy chi tiết rồi đúng không ạ? Chiếc này là chiếc 3 triệu các bác nhá. Em đã có video rồi, các bác nào mà muốn xem thì vào YouTube của em xem. Thì đến với ngày hôm nay thì em Tuấn sẽ chia sẻ nốt chiếc ba cái gậy rất là đẹp. Chiếc này thì giá dự kiến của em bán là 5 triệu các bác ạ. Nhưng mà có một vấn đề nhỏ nhỏ là hôm qua em có kiểm tra thì ở bên này nó hơi bị xước một tí loa bên phải này thôi. Đấy, có một tí vết xước đằng trước này và một tí bên phải đây. Tất nhiên là nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cái phần đằng mặt đằng trước này cả. Thế nhưng mà nó đã bị mất giá đi một tí rồi và em đã giao lưu với giá chỉ có 4 triệu 500 ngàn đồng thôi. So với giá dự kiến là 5 triệu bằng cái cây đợt trước em giao lưu. Và đây là một cây đài còn rất là đẹp các bác nhé. Nguyên bản chủ trước hầu như họ không dùng gì đến và tất cả mọi chức năng vẫn đang hoạt động tốt, cũng như là cái phần đồ đạc của cái máy này nó rất là mới. Và sau đây chúng ta sẽ xem video em Tuấn sẽ quay chi tiết. Mời quý vị các bạn chúng ta cùng xem nhé. Đây các bác nhìn cái phần mặt đằng trước này. Đấy, tất cả nó đang còn nguyên bản hết, kể cả cái phần căng sắt này, chrome này. Rất là đẹp, cực kỳ là mới và cực kỳ là bóng luôn. Còn các bác để ý cả phần chữ này. Đấy, cái chữ in ở trên cái phần nhựa của các bác chưa bị mờ gì cả, chứng tỏ là chủ trước họ rất là giữ gìn. Đấy, các bác để ý này, loa bên trái này. Đấy, đẹp không ạ? Tuyệt vời. Cái phần chrome này. Đấy, em quay rất là gần để các bác có thể xem phần chrome loa tép cũng như là loa bát. Nó không những sáng mà nó đang còn rất là bóng. Đây là màu bóng tự nhiên các bác nhé. Và các bác để ý hai cái phần quả loa bát ở trong này. Nó vẫn đang còn xanh xanh luôn, có nghĩa là nó rất mới. Và đây là phần cục giữa, các bác để ý cái phần chữ này. Đẹp không ạ? Cực kỳ là sắc nét và đẹp. Và chúng ta sẽ để ý cái phần cần gạt này. Đấy, tất cả các phần cần gạt vẫn đang còn nguyên gai, nó chưa bị mờ, bị mòn tí nào cả. Đấy, cần gạt equalizer này, cần loa trái phải, băng tần của radio. Ở bên này là cần gạt chức năng, ở dưới là băng dây, trên là radio. Và chúng ta để ý này, từ cái phần hay dùng nhất là cái bàn phím của phần cờ băng, nút vớt này, nút volume này. Tất cả hầu như là chưa bị mài mòn một tí nào các bác ạ. Để em quay rất là gần để cho các bác có thể xem về cái độ mới cũng như là độ bóng của cái nút cho các bác nhìn. Đấy. Rất là đẹp đúng không ạ? Và sau đây chúng ta sẽ quan sát qua phía đằng sau lưng. À quên, em sẽ quay cho các bác xem cái phần nóc cục giữa này. Đấy, nóc này, nóc loa bên trái này. Và đây là quay sách zin này, anten zin này. Đấy, tất cả zin hết các bác nhé. Ở cái tầm tiền này rồi thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm cực kỳ là ưng ý luôn. Dây zin này, dây loa zin này ạ. Rắc zin nhá. Rắc nguồn, tem thông số máy đây. Cái thân nhựa thì còn rất là đẹp. Nó đẹp rất là đều đặn. Ok, và sau đây em Tuấn sẽ test qua phần chức năng cassette. Mời quý vị các bạn chúng ta cùng nghe. Tiếng băng của dòng đài này thì rất là hay. Mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật. Anh rót cho khéo nhé, kéo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lý, có người tôi thương. Ba ba, thôi em mau lên, kéo kế chứ phà đêm qua bên bắc cầu. Hồ Giang ơi, nước xuôi xuôi một dòng, dấu qua đây một lần. Nó anh rót cho khéo nhé, kéo lầm. Chức năng auto revert đang hoạt động rất là tốt các bác nhá. Đây là volume này.
loa trái này, loa phải, hai loa. EQ laser hoạt động tốt các bác nhá, cân loa trái phải cũng vậy. Nói về chất âm của dòng Sony 3 cây gậy, nếu mà chơi băng cassette thì là tuyệt vời luôn. Kể cả những cái phân khúc của các đối thủ khác ở hãng khác, nếu mà bằng tiền thì cũng chắc cũng không nghe hay bằng dòng 3 cây gậy các bác ạ. Radio các bác nhá. Ban đơn vị chủ trì của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tham gia hội thảo thì có đông đó. Của những người mà muốn rút ra hoặc là không còn thành viên hợp tác xã nữa thì họ có thể là thao túng. Ngoài việc ưu tiên cho thành viên hợp tác xã nhận chuyển nhượng, có thể quy định nếu thành viên hợp tác xã chịu hợp đồng chuyển lại chỗ này là nguyên là trường qua cái. Ok, và em Tuấn xin phép được dừng cái video test trước đài Sony 3 cây gậy tuyệt đẹp vào đây. Và giá thì em đang giao lưu với giá như lúc đầu em đã chia sẻ, chỉ có 4.500.000 đồng thôi. Giá trên thì em đã bao ship toàn quốc tặng các bác 2 cuốn băng khi bác nào mà chuyển khoản đủ cho em nhé. Còn bác nào mà cọc tiền em chuyển đài thì em chỉ tặng các bác 1 cuốn băng thôi. Và giá thì em đã bao ship toàn quốc rồi. Số điện thoại của em Tuấn là 0822 111 444 nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video lần sau.